vâng phong xin kính chào quý khán giả xin chúc cho quý khán giả một ngày mới thân tâm thật là an lạc tôi muốn cái sự an lạc của quý khán giả nó đúng nghĩa với hai từ an lạc và vui vẻ đặc biệt là ngày hôm nay là ngày lễ giáng sinh nữa thì cũng xin chúc một mùa giáng sinh thật là an lành đến với tất cả những vị khán giả của kênh phong phong tv à, thuộc những cái tôn giáo khác đặc biệt là có đón giáng sinh thì ngày hôm qua à, khúc, à, lúc tối muộn rồi tôi có lên một cái video clip tôi làm tôi quay lại để tôi kiểm chứng tất cả mọi việc tại cái thời điểm đó thì xin thưa quý khán giả là trên kênh của anh Thánh tử cao á là khi đó anh ta đã đăng cái video clip rồi nhưng mà tôi muốn làm rõ hơn vấn đề muốn làm rõ hơn vấn đề cho nên tôi không có phân tích quá là nhiều về cái video clip của anh ta đăng lên nhưng mà thật sự là khi đó anh ta đăng lên cái video clip mà khẩn cấp đừng hốt khoảng xóa clip bản quyền. Khi đó nó mới chỉ có 389 lượt xem thôi. Mà bây giờ nó đã lên tới hơn 13.000 lượt xem rồi. À, bây giờ nó hơn 13.000 lượt xem rồi nha. Khi đó tôi lên một cái video clip và tôi quay lại màn hình. Tôi tìm trên tất cả các cái tab cộng đồng của anh ta thì nó không có tất cả những cái dẫn chứng cụ thể nhất. Để tôi có thể gửi đến quý khán giả. Và cái video clip đó tôi đã phát sóng vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay Thế thì bây giờ tôi lại tranh thủ tôi làm tiếp một cái video clip khác Khi mà truy tìm những cái dữ liệu của anh này ở trên cái video clip đó Thì thật sự tôi xin thưa lâu nay tôi vẫn thường hay dùng cái từ Đó, đó chính là danh chính ngôn thuận Danh có chính thì ngôn mới thuận Còn mình làm tất cả những việc mà nó khuất tất ở phía sau đó, Thì xin thưa dấu đầu thì nó sẽ lòi đuôi lâu nay anh ta lên anh ta can thắng rất là nhiều anh ta kêu ca rất là nhiều và thậm chí anh ta dùng hết cái thủ đoạn này đến thủ đoạn khác không đẩy hết toàn bộ cái sự việc này qua cho chính bản thân của thầy thích nhật từ và nó kéo theo một cái hệ lụy khác đó chính là hàng loạt những cái kênh youtube bên ngoài không đủ khả năng không đủ trình độ lý luận họ đã ăn theo cái điều này và ngay lập tức nhảy lên đưa các cái thông tin nó mang cái yếu tố bất lợi cho thầy thích nhật từ. Tại vì họ biết đây là một trong những cái thời điểm nhạy cảm. Khi mà toàn thể tất cả các cơ quan ban ngành đều tiến hành đại hội. Lựa chọn nhân sự để chuẩn bị hướng đến đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Một cái chiêu cực kỳ thâm thủy. Sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 1 năm 2021. Một cái chiêu cực kỳ thâm thúy của anh ta Và anh ta chọn đúng thời điểm Và cũng giống như là có một cái vị quân sư Ở phía sau chỉ điểm rất là đúng lúc Thế nhưng tôi xin thưa Trong toàn bộ cái câu chuyện này Đừng nghĩ một điều rằng anh ta lên Anh ta làm và sau này anh ta không có cơ sở nào Để anh ta mất bẻ lại Chính những người khán giả Đã từng ngày từng giờ đứng ra ủng hộ cho bản thân anh ta Và tại vì sao tôi lại nói điều này Quý khán giả hãy quay ngược Cái quãng thời gian lại một tí Thì sẽ thấy rất rõ ngay từ đầu không phải anh ta bước vào cái sự việc này vì cái câu chuyện của tà am mà anh ta bước vào vì một câu chuyện khác và khi thấy cái câu chuyện này bị cơ quan chức năng vào cuộc và có những cái yếu tố bất lợi cho chính bản thân của anh ta thì ngay và luôn chuyển hướng qua bên này không bàn luận quá sâu về câu chuyện phía bên kia nữa không bàn luận quá sâu mà anh ta vẫn biết cách phân chia ra dùng cái kênh thám tử cao để hoạt động phía bên kia và dùng cái kênh hồ sơ vụ án để kiếm thêm một cái nguồn thu nhập phía bên này và tại sao tôi lại nói là kiếm thêm một nguồn thu nhập tôi nói phải có sách và mắt phải có chứng trong cái video clip vừa qua của anh ấy không biết bây giờ sau khi xem được cái clip này có lên ẩn và xóa đi hay không thì tôi không rõ nhưng xin thưa với cái nguồn thu nhập được xem như là thu nhập khủng như thế này thì thử hỏi quý khán giả xem có ai chịu bỏ đi cái miếng bánh thị phần này hay là không nhé tôi sẽ sâu cho quý khán giả xem là anh ta đã nói cái gì và anh ta đã làm những cái gì và điều này nó có ý nghĩa như thế nào trong cái cuộc chơi này chúng tôi bước vào cái sự việc lần này nó không mang tính chất vụ lợi nhưng xin thưa đây có phải là cái táp trên kênh của anh ta hay không ạ à? đây có phải là trên kênh của anh ta hay không ạ à? đây cái vị trí ghế này cái góc ghế này có thân quen và thân thuộc với quý khán giả hay là không đặc biệt là những người vẫn xem như đây là một cái vị thần tượng của mình trời ơi mong quý khán giả thông cảm nha và đây mới là vấn đề chính tôi xin thưa là trong này ghi rất là rõ cảnh báo bản quyền ở đây rất là rõ số lượng cảnh báo bản quyền ở đây tôi cố gắng tôi làm cho cái hình này nó rõ hơn đây quý khán giả có thấy không cảnh báo bản quyền 2 trên ba đúng không ạ còn hiệu lực là 2 trên ba cảnh báo bản quyền đây là cái hình ảnh tôi cắt lại trong video clip sau khi anh ta đăng tải lên trên kênh của mình chỉ có vỏn vẹn 10 phút chỉ có vỏn vẹn 10 phút là tôi đã vào tôi xem và tôi download video về cộng với cái việc tôi chụp lại cái đoạn màn hình này ngay cái thời điểm 6 phút 40 giây thì phải nếu tôi nhớ không lầm nó dao động của nó bởi vì nó chỉ chớp mắt trong tích tắc nó hiện ra được cái bảng IT Studio của anh ta như thế này đây vậy thì thử hỏi 6 cái video clip mà anh ta nói ở trên đó và anh ta bị ăn gậy bản quyền rất là nhiều ở trên đó là đúng hay là sai đây là điều bất ngờ thứ nhất tôi sẽ cho quý khán giả xem cái điều bất ngờ thứ hai để rồi Quý khán giả sẽ biết được tại vì sao anh ta lại chú tâm vào cái câu chuyện lần này nó quá nhiều. Quý khán giả có từng tưởng tượng hãy nhìn lại cái mức doanh thu như thế này. Quý khán giả hãy nhìn lại cái mức doanh thu. Tôi sẽ cố gắng tôi làm cho nó rõ cái mức doanh thu này. Ngay cái vị trí mà tôi khoanh đây. Quý khán giả có thể nhìn thấy được cái mức doanh thu nó là bao nhiêu ạ? À? Có phải là hơn 4.900 đô hay là không ạ? À? Nhưng mà đây là cái mức thu nhập nó bị giảm đi mất 14% rồi nha quý khán giả. Nó giảm 14% và tất cả kể cả cái chỉ số trên kênh của anh ta. Số lượt xem và thời gian xem đã bắt đầu nó giảm sút và nó giảm sút một cách cực kỳ đáng báo động. Cho nên anh ta ngay và luôn. Anh ta ngay và luôn tìm mọi cách để mà câu kéo và vực dậy cho nó lên được cái kênh của mình quay trở lại như cái khoảng thời gian ban đầu. Đây cái số tiền rất là cụ thể ở đây. 4.946,64 đô cho cái khoảng thời gian tính đến ngày hôm qua là ngày 23 tháng 12. Là chưa đầy một tháng Cái doanh thu của anh ta như vậy Thì tôi thử hỏi Bước vào một cái cuộc chiến mà ở đó mình không mất gì cả Người ta đã bày sẵn ra một cái bàn tiệc Để mình bước vào Thì liệu rằng Với cái mức thu nhập Gần 5.000 đô cho một tháng tức là tương đương với hơn 100, 123 là hơn 115 triệu Việt Nam. Nếu tôi tính cái tỷ giá đô là 23.000 đồng. Hơn 115 triệu trong một tháng. Tôi xin thưa cái mức doanh thu này còn hơn cả giám đốc của một công ty. Mà phải nói là công ty lớn. Hoặc giả là giám đốc của một chi nhánh của công ty đó thuộc trực thuộc một cái tập đoàn nào đó. Mức thu nhập quá khủng khi mà dùng những cái lời lẽ của mình nói một cách không điêu, không ngoa. Đó chính là dùng cái lời lẽ và dùng ba tắc lưỡi của mình lên câu kéo và đẩy cộng đồng mạng, đẩy khán giả, những người tin yêu đi vào một cái bẫy, cái trap anh ta đặt ra. Rất là rõ ràng. Mà ở đây phải nói như thế này. Thật sự, để hiểu hết vấn đề, chúng ta phải cần suy xét. Anh ta đã từng lên tiếng trong cái video clip dài hơn 42 phút của anh ta trong lúc đang lái xe và nói rằng đang tâm sự và tự sự với quý khán giả rằng cái kênh sóng đó là cái kênh sóng anh ta lập lên theo ý chí và ý nguyện của quý khán giả chứ không phải chủ đích của anh ta điểm thứ nhất để câu kéo tình thương yêu của khán giả và nghĩ rằng nếu cái kênh đó có bất kỳ vấn đề gì và bất kỳ sự cố gì thì đó sẽ là người nào đó tạo cái sự ảnh hưởng đến kênh sóng đó sẽ là tạo ảnh hưởng đến tất cả những khán giả mà theo như số lượt đăng ký hiện tại nó là bốn mươi mấy ngàn thì phải nếu tôi nhớ không lầm sẽ là ảnh hưởng đến bốn mươi ba tám trăm sáu mươi sáu vị khán giả đang đăng ký kênh của anh ta có nghĩa là không phải có lỗi với riêng một mình anh ta mà có lỗi với hơn bốn mươi ba tám trăm sáu mươi sáu vị khán giả đã đăng ký ủng hộ kênh của anh ta một cái cú lừa quá ngoạn mục anh ta sẽ không chịu trách nhiệm trong cái vấn đề này bởi vì sao? Anh ta đã nói rất là rõ trong cái bài tâm sự đó. Đó chính là cái kênh đó được lập ra theo ý chí của tất cả những người khán giả yêu cầu. Đổ lỗi cho quý khán giả rồi nha. Do khán giả kéo anh ta vào sự việc này, anh ta mới sân si. Kéo anh ta vào sự việc này, anh ta mới bị người ta làm ảnh hưởng đến nguồn thu nhập như vậy. Và anh ta không quên một điều rằng, nói rằng cái số tiền ở trên kênh đó anh ta làm ra để đi giúp đời, giúp người. Vậy tôi hỏi rằng, với cái số tiền một tháng anh thu được hơn 5.000 đô như vậy, lâu nay anh đã giúp được những ai và anh đã giúp được những vấn đề như thế nào? Anh có công khai và minh bạch được những cái số số liệu chi tiêu đó hay không? Hay là chỉ đưa ra để mà câu kéo tình thương yêu của khán giả và nghĩ rằng mình là một con người cao đẹp? Tôi đặt những câu hỏi như vậy không phải là thừa Bởi vì tôi thừa biết một vấn đề rằng Anh hiểu hết tất cả câu chuyện này Và anh đang giấc mũi dư luận Những cái fan emu của anh Đang từng ngày từng giờ bị chính bản thân của anh Lôi kéo vào một cái vũng lầy Mà họ không biết được ngày nào Họ sẽ rút được chân ra Vẫn cái câu kéo tình thương như ngày nào Và vẫn một cái market chung Giống như những kẻ ở bên trong Tà am kia đã sử dụng nó Trong suốt mấy năm vừa qua công tác truyền thông đó là tôi chưa nói đến anh vẫn luôn miệng bảo rằng quý khán giả đừng bao giờ tin những gì anh nói và tất cả những việc của anh làm là vì khán giả xin thưa bỏ qua cái tư tưởng đó đi tôi xin thưa rằng đó là cái tư tưởng thối nát bởi vì sao vốn dĩ có câu kẻ không thương mình thì trời tru đất diệt anh dám khẳng định và vỗ ngực xưng tên rằng anh không thương chính bản thân của mình hay là không? Nếu anh nói như vậy, tại sao lại bật kiếm tiền để làm gì? Tôi còn không dám khẳng định câu đó. Tôi làm để tôi kiếm thu nhập. Nhưng những đồng thu nhập tôi kiếm là những đồng thu nhập chính đáng. Nó được phát huy từ chất xám của chính bản thân tôi. Chứ không phải đi mượn những cái câu chuyện ở bên ngoài. Ảnh hưởng và đi lôi kéo cộng đồng đi vào những cái chiều hướng mà khiến cho họ luôn luôn xuất hiện và phát sinh những cái ý niệm tiêu cực từ trong chính suy nghĩ của mình về đường lối chính sách của đảng pháp luật và nhà nước pháp luật của nhà nước mà ngay chính bản thân anh là một người tự nhận rằng mình là đang là người đang hướng dẫn lại pháp luật cho quý khán giả nhưng xin thưa hãy thử nhìn lại số lượng khán giả trên kênh của anh bao nhiêu người là tin yêu vào pháp luật và bao nhiêu người là suy nghĩ rằng Việt Nam là một quốc gia có luật pháp. Hãy nhìn lại khán giả của mình. Trước khi phán xét mọi chuyện. Vậy thì cái điều này nó có xứng đáng nữa hay là không, hay là anh ta chỉ đang câu kéo tình thương yêu và đặc biệt hơn nữa, có một điều mà quý khán giả quên mất. Từ cái câu chuyện tôi không muốn nhắc đến nhưng phải nói, đó chính là cái sự việc tai nạn của anh ta cách đây 2 năm trong vòng năm 2018. Anh ta nói rằng anh ta đã khóc tại tòa khi mà tòa sơ thẩm tuyên trả hồ sơ điều tra lại. Và tạm dừng tạm hoãn để mà điều tra lại cái bản án. Anh ta đã khóc tại tòa. Và ngay từ cái thời điểm đó, anh ta bảo rằng cái cảm xúc của mình và tinh thần của mình nó bị sa sút cực kỳ nhiều. Cho nên phát sinh từ cái yếu tố tâm lý đó đến thời điểm hiện tại, anh ta vẫn nhìn tất cả mọi sự việc nó xảy ra ở Việt Nam ở đâu cũng thấy tiêu cực và ở đâu cũng thấy sự bất công. Vậy thử hỏi, với một con người vốn dĩ bị sang chấn tâm lý cực kỳ mạnh sau một sự việc như thế, thì liệu rằng anh ta còn đủ cái độ điềm tĩnh và đủ bình tĩnh để lên trên cộng đồng mạng và chia sẻ hay là không? Điều này tôi nói không điều. Bởi vì sao? Hãy xem lại tất cả các cuộc điện thoại của những người khác gọi điện tới cho anh ta. Chẳng hạn như Xuân Kiên, đã có một cuộc điện thoại gọi tới cho anh ta chỉ cần sau vài câu và trong tất cả các video clip của anh ta làm có những đoạn anh ta không kìm nén được cảm xúc của mình và ngay lập tức chỉ sau vài câu nói anh ta bộc lộ điều đó một cái phản ứng cực kỳ nhạy đó khi người ta xoáy sâu vào được cái yếu tố tâm lý của anh ta thì ngay và luôn anh ta bật lại những cái phản ứng đó nó giống như những cái phản ứng vô điều kiện không cần nói chỉ cần đúng thời điểm đúng người ngay và luôn bật lại cái phản ứng như thế có phải anh ta đang bị cái sang chấn tâm lý nặng hay là không và trong mấy ngày vừa qua tôi thấy sắc thái của anh ta sắc diện của anh ta càng ngày càng thay đổi nó không thể hiện cái sự minh mẫn nó không thể hiện cái việc anh ta quá điềm tĩnh mà ở đây hãy nhìn các cái động thái của anh ta tại vì sao lại lên trên cái kênh của mình đăng lên những cái post trên tắp cộng đồng và liên tục phải chỉnh sửa những cái tóc cộng đồng đó ý thứ nhất nếu một con người một khi đã phát ra câu nói đã đưa ra một cái bài viết họ sẽ hạn chế đến mức tối đa cái việc chỉnh sửa tất cả các bài viết của mình thế thì cái bản chất của người đáng tin hay không tại sao lại đi chỉnh sửa liên tục một bài viết của mình do chính mình viết ra điều này có đáng ngờ hay không ạ à? hay là anh ta cảm thấy sẽ có những sơ hở nào đó ảnh hưởng và liên lụy tới chính bản thân mình. Thậm chí là đi xóa đi cả những cái bài post của mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Còn tôi chưa hề xóa đi bất kỳ một video clip nào. Chỉ có duy nhất một clip mà Mr Hiếu nói với tôi rằng hãy xóa đi. Vì lý do video đó tôi nói về quốc võ trong cái câu chuyện đưa thông tin về đám tang của mẹ thầy Hiếu duy nhất một video clip tôi đã chuyển qua chế độ riêng tư còn lại tôi công khai hết tất cả các video clip của mình bao nhiêu đó để quý khán giả thấy được một điều rằng bản chất của tay thám tử cao này không phải đơn giản mà đang muốn đang muốn thể hiện một điều rằng mình khôn hơn thiên hạ và mình biết nhiều hơn thiên hạ đó là tôi chưa nói đến cái chuyện anh ta phân tích trong cái video clip gần đây nhất rằng cái địa chỉ mail mà chùa giác ngộ vn gmail com là địa chỉ của một người khác trong khi người đứng ra mà đăng ký cái địa chỉ email kinh doanh cho cái kênh youtube đạo phật ngày nay là một người khác tôi xin thưa anh nghĩ rằng anh thông minh hơn người khác anh rành hơn người khác trên cái đấu trường youtube này nhưng mà xin thưa kiến thức của anh còn quá hạn hẹp anh quá sai lầm về điều đó rồi tôi thử hỏi một câu như thế này một kênh youtube được bao nhiêu chủ sở hữu chính xin thưa chỉ có một chủ sở hữu chính thôi nhưng được bao nhiêu người chủ sở hữu tôi xin thưa rất nhiều người được cấp quyền chủ sở hữu vậy thì phải hiểu được quyền hạn của những người chủ sở hữu đó họ làm được cái gì trên kênh của mình thưa anh thám tử cao anh quên mất điều này rồi nhưng mà anh vẫn tỏ vẻ là mình thông minh thì tôi cho anh thông minh cho nên cái câu chuyện mà anh đưa hai cái địa chỉ mail khác biệt rồi anh lên một cái video clip thể hiện ta đây thật sự nó không giải quyết được vấn đề gì cả nhưng mà xin thưa tính đến thời điểm hiện tại vào cái tab cộng đồng gần nhất của anh ta đây cái tab cộng đồng gần nhất của anh ta thì đã có những cái thông tin rồi đây khi mà tôi chụp lại cái bức ảnh này là sau khi anh ta đăng tải trên cái tab cộng đồng của mình 46 phút. Sau khi anh ta đăng tải trên cái tab cộng đồng của mình 46 phút nha quý khán giả. Trời sao nó mờ dữ vậy ta. Rồi lấy được nét rồi. Sau khi anh ta đăng tải lên 46 phút là đã chính thức ăn ba gậy rồi chứ không phải như hai gậy trong cái video clip anh ta đưa lên tối ngày hôm qua. Chính thức nhận ba cảnh báo bản quyền rồi vậy thì cái khả năng rất là cao và phải nói là cực kỳ cao để những cái kênh sóng như thế này nó ra đảo và không chỉ riêng có một mình anh ta xin thưa đây một kênh sóng nữa một kênh sóng nữa của một cô sứ nẫu quê tôi nhưng mà không phải ở phú yên 24 giờ nêu của Lisao cũng đã chuẩn bị đứng bên bờ vực của sự bay màu khi ăn đủ ba gậy trong này rất rất nhiều người bị. Phan Tịnh Thất Bồng Lai cũng bị. Lisa O cũng bị. Thám Tư Cao cũng bị. Xin thưa anh đừng có lên mạng và trắng hát tâm lý cho tất cả những người đồng hành cùng với anh trên cái con thuyền này. Ngay chính bản thân của anh, anh còn chưa lo cho mình được. Thì làm sao mà anh đi lo cho người khác khi anh bảo người ta bình tĩnh. Nhưng chính anh lại là người đang mất bình tĩnh cực kỳ trong câu chuyện lần này. Và bây giờ kể cả tâm thần của anh đang phải hỗn loạn, bấn loạn lên Vì không thể nào mình để tuột đi một cái khoản thu nhập hơn trăm năm, hơn 115 triệu một tháng Cho một cái kênh youtube như vậy Có đúng không anh Thám Tử Cao? Và rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn những cái màn kịch nó diễn ra liên tiếp Và sẽ có những sự đấu tố cực kỳ mạnh từ phía những con người này Nhưng tôi xin thưa một điều rằng Vốn dĩ ở đời, cái gì cũng phải có cái giá của nó. Và đây là cái giá mà các người phải trả cho những việc làm nó trái với luân thường đạo lý, nó trái với các giá trị đạo đức và nó đi ngược lại cái luật chơi của Youtube. Và bây giờ, cái sự trả giá này nó đang rõ dần, mà ngày một rõ dần. Dù các anh có xây dựng bao nhiêu thương hiệu đi chăng nữa, người ta chỉ nói một câu. Chặt củi 3 năm, đốt 1 giờ. Các anh đang chặt củi 3 năm nhưng mà bây giờ chỉ cần 1 giờ của các anh thôi cái sự sân si và nóng giận nó sẽ làm cho cái đầu của các anh và cái trí tuệ của các anh nó giảm sút Khi đó, ngọn lửa sân nó đốt cháy luôn cả một rừng công đức. Và thậm chí là bao nhiêu tài sản các anh kiếm ra được từ đây cũng sẽ phút chốc tan thành mây khói. Đừng trông mong vào điều đó. Và đây, hãy xem như là một bài học để tự mình ngồi tĩnh tâm lại và suy xét xem cái việc làm của mình là đúng hay là sai đừng cố chấp để rồi dẫn mình đi vào con đường lao lý. Đây, xem như một lời cảnh báo nhẹ nhẹ. Tôi chỉ nói như vậy. Còn việc còn lại, nó phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của các anh. Đó là những gì Phong muốn chia sẻ với quý khán giả trong nội dung video clip ngày hôm nay. Còn bây giờ, phải đi họp đã. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả.